Hôm nay chúng ta tiếp tục đi sâu đi sát vào quần của những chiếc Vega. Đây, RX580 bản 8G của Hick. Logo con Sunoco. Các bạn nhìn hệ thống tỏa nhiệt phê con TT không? Rất phê, giáp giếc đầy đủ. Không biết là trâu bò kéo hay không, vì một con trâu sau khi được rút ra khỏi chuồng nó vẫn là con trâu. Nhưng mà anh em chúng ta không biết được là con trâu đó đã qua cày, qua kéo hay chưa. Chúng ta vẫn nấp vào dàn game và chơi bình thường. Và đây chính là một chiếc Vega được ưa chuộng làm trâu nhất một thời, bản 8G RX. Con này thì từ cái bệnh không lên, bây giờ sửa cho lên. Vì cái dòng cạc trâu này sau khi bị vắt kiệt sức ấy, cái tỷ lệ mà có thể tái hòa nhập cộng đồng nó không cao. Vì các bạn có thể hình dung ra rất đơn giản là khi nó bị vắt kiệt sức cái của GPU, vì chipset hoạt động 100% lên cái nhiệt độ nó luôn luôn cao và cái tỷ lệ hở chân cũng như bào mòn chipset nó là rất lớn. Còn nếu nó mà lỗi về nguồn thì lại ngon. Chính là cái bài test chúng ta giả vờ chơi game. Thực chất không phải là giả vờ mà chúng ta tập dược trước cho chiếc cạc Vega trước khi chiếc Vega này chơi game. Nếu như cái màn tập dược của chúng ta rất nhiều thì cái lúc mà chúng ta ra chiến trường chơi game nó sẽ ít đổ máu hơn. Benchmark bản 4.0 kéo ở cái chế độ Ultra cao nhất của cạc Vega, chúng ta được FPS ở trạng thái là 71. Và các cái thông số ngõ nhỏ phố nhỏ nhà em ở đó đây chắc có giá khoảng 6 triệu đến 7 triệu chiếc Vega này. Cái bài test bắt kiệt cái sức khỏe của con GPU của chiếc Vega trâu bò kéo này các bạn nhé. Không biết trâu bò kéo thật hay không. Đây, nhiệt độ chúng ta được ở trạng thái là 75 độ C, không phải là quá nóng với một chiếc Vega bản 8G. FPS có một cái cảm giác là đang bị yếu cái sinh lý, các bạn thấy chưa? Hoặc là đây là chiếc Vega fix cho cạc trâu. Tất cả có cảm giác là nó đang bị yếu sinh lý. Và sau khi mình test, mình sẽ cần phải nghiên cứu và fix thêm. Sau khi mình test game, mình sẽ phải nghiên cứu và fix thêm. Tại sao nó yếu sinh lý? Hay là do đây là cái bản mốt trâu các bạn nhé? Nhưng như này, chúng ta có thể nhận định là bị yếu sinh lý. Thôi rồi em lại sang ngang, kể từ đây pháo nổ ngang trời. Đây các bạn, quá trình test Vega không phải là ngày 1, ngày 2, nó sẽ rất kỳ công. Chúng ta đã đi qua 2 bài test, nhưng đến cái bài test thứ 3, chuẩn bị cho bài test thứ 3 thì oằng, em tiếp tục trở về với giường bệnh để có thể được điều trị. Hoặc là mình cấm cái vỉ này nó chưa tiếp xúc hết. Nhưng cái thể hiện màn hình như này nó đem cho chúng ta một cái sự không vui